Các bạn thân mến, và hướng dẫn các nghi lễ trong tiệc cưới là một phần rất quan trọng dành cho MC để tránh và hạn chế những cái vấn đề, những cái tình huống sẽ xảy ra tại chương trình, lúc diễn ra chương trình. Và thưa các bạn, mà khi đã xảy ra thì MC sẽ phải là người xử lý, phải không ạ? Không cần biết là vấn đề do ai làm ra, nhưng MC là người các bạn phải giải quyết vấn đề. Vậy thì các bạn sẽ cần phải có cái sự hướng dẫn và thống nhất với nhau trong từ đầu, ngay từ đầu, để trong quá trình các bạn làm sẽ được diễn ra một cách thuận lợi nhất. Và người sẽ cùng với các bạn thực hiện các nghi lễ tại sân khấu đó chính là cô dâu chú rể, đó là hai bên gia đình, đó chính là người phát biểu. Vậy thì từ cái việc là gì ạ? Từ cái việc là đi lên sân khấu đứng đâu và phải di chuyển như thế nào, tương tác ra sao, tất cả những cái đó MC phải hướng dẫn cho họ trước khi mà chương trình bắt đầu. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm là gì ạ? Câu trả lời cho cái việc hướng dẫn các nghi lễ như thế nào. Và các bạn thân mến, đến cái phần gọi là thống nhất thông tin và kịch bản ấy. Sau khi thống nhất xong rồi thì các bạn sẽ hướng dẫn cho họ các nghi lễ. Các bạn sẽ xin họ 5 đến 10 phút. Bạn ơi, cô dâu, các bác ơi, cho cháu xin một ít phút để cháu hướng dẫn một chút cái thông tin và các cái nghi lễ để mình sẽ di chuyển như thế nào cho phù hợp. Đó, thì sau khi họ đồng ý rồi, các bạn sẽ thống nhất với nhau. Thứ nhất là các bạn cứ mặc định đi. Và nếu nhìn từ trên xuống dưới ạ, thì chúng ta cứ thống nhất là chú rể sẽ đứng ở bên phải và cô dâu sẽ đứng bên trái. Còn nếu nhìn từ vị trí ngồi của người thân, người quen và khán giả phía dưới thì tức là chú rể sẽ đứng bên trái và cô dâu sẽ đứng bên phải ạ. Và các bạn thống nhất như vậy, khi mà đi lên thì ai đứng bên nào thì khi đi lên cũng sẽ đứng bên đó, để chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta quay người của mình hướng về phía gì ạ? Người xem. Đó. Và khi mà thống nhất cái vị trí của hai bên gia đình ấy thì chúng ta cũng sẽ thống nhất là gì? Là chú rể đứng đâu thì nhà trai sẽ đứng đó, cô dâu đứng đâu thì nhà gái cũng sẽ đứng đó. Lưu ý cho mình nhá. Hãy dặn họ như vậy. Và khi đi lên thì chúng ta cũng sẽ đi theo đúng hướng như vậy. Nhà trai sẽ đứng bên phía của chú rể đứng và nhà gái sẽ đứng bên phía của cô dâu đứng. Và khi đi lên, xếp hàng theo thứ tự như sau: mẹ sẽ đứng trước và bố sẽ đứng sau. Đó, tức là hai mẹ sẽ đứng hàng trước này, hai bố đứng hàng sau. Hai bà thì sẽ cầm tay nhau tình cảm đi lên. Còn tất nhiên hai bố thì không cầm rồi, đúng không ạ? Đó, và khi đi lên là họ, các bạn sẽ cần phải nói là gì ạ? Các bác sẽ đi lên chậm thôi ạ. Hãy bình tĩnh đi lên chứ không quá nhanh cũng không quá chậm. Và khi đi hướng nào thì chúng ta sẽ nhìn theo hướng đó chứ không nhìn ngược nhìn xuôi, được không ạ? Và khuôn mặt nó phải tươi. Và khi đi sân khấu phải nhớ rằng là chú rể đứng đâu thì mình nhà trai đứng đó, cô dâu đứng đâu nhà gái đứng đó. Rất nhiều trường hợp là gì ạ? Bản thân mình đã từng chứng kiến và đôi khi có quên, đó cũng dặn dò là gì ạ? Bố mẹ của cô dâu sẽ đứng cạnh chú rể, rồi thì bố mẹ chú rể lại đứng bên phía cô dâu, nhìn lệch tông và rất buồn cười. Thậm chí là có trường hợp là gì ạ? Là bố của chú rể đứng cùng với mẹ cô dâu, được chưa? Và bố cô dâu lại đứng cùng với mẹ chú rể, họ cứ lại rối hết lên, làm cho khán giả phía dưới họ cứ bịt mồm họ cười, không biết chuyện gì xảy ra, đúng không ạ? Và lúc đó thì em xin lại với mất công là gì ạ? Sắp xếp lại sân khấu, làm cho sân khấu nó bị rối lên. Các bạn nhớ cho mình nhá. Vậy thì cái sự thống nhất ngay từ ban đầu ấy, nó sẽ làm cho tất cả những cái nội dung nó sẽ được xuyên suốt và có sự tính toán, có sự thống nhất với nhau. Đó là những cái nhiệm vụ đầu tiên các bạn sẽ cần phải hướng dẫn. Và tiếp theo, cái nguyên tắc gọi là cú chào. Cú chào nó sẽ có phần ạ. Một là gì ạ? Cú chào của cô dâu rể. Hai là phần cú chào của cả bố mẹ hai bên gia đình nữa. Thì các bạn phải nhớ dặn họ cái cú chào như thế nào. Khi mà MC nói câu là gì ạ? Cô dâu chú rể xin phép được cú chào ra mắt toàn thể quý vị, thì hai bạn hãy nhớ là cú chào theo mình nhé. Cú chào thế này. Đó, gần đầu nhẹ một cái. Và các bác cũng vậy ạ. Khi mà cháu nói câu là gì ạ? Hai bên gia đình xin phép được cú chào ra mắt toàn thể quý vị, thì hai bác, các bác ạ, cũng sẽ cú chào theo cháu, cú một cái nhẹ nhàng, sau đó ngẩng lên cười thật tươi nhé. Đó, các bạn dặn như vậy thì họ sẽ biết rằng mình cần phải làm gì. Và tiếp theo, đến cái phần gọi là trao nhẫn cưới, thì các bạn hãy dặn cô dâu rể là gì? Hãy chuẩn bị sẵn nhẫn cưới hoặc là đưa nhẫn cưới cho bộ phận lễ tân, bộ phận hỗ trợ để họ hỗ trợ mình trong phần mình thực hiện nghi lễ. Ngoài ra, khi trao nhẫn, trao theo nguyên tắc là gì? Chú rể trao trước, cô dâu trao sau. Hãy nhớ ạ, chú rể trao trước, cô dâu trao sau, nhớ nhé. Và khi trao xong rồi, đúng không ạ, họ hãy nhìn với nhau với một ánh mắt âu yếm, ánh mắt tình cảm, được chưa? Ánh mắt thật là sâu thẳm để cùng thể hiện tình cảm với nhau. Và sau khi các bạn hướng dẫn xong phần này rồi thì các bạn phải hướng dẫn là gì ạ? Khi mà đi di chuyển đến phần cắt bánh rót rượu ấy, thì hai họ sẽ cùng cầm tay nhau, cùng di chuyển nhẹ nhàng, di chuyển về phía tầng bánh cưới, di chuyển về phía tháp ly. Thì các bạn nhớ rằng là khi đứng
thì nguyên tắc là chú rể đứng bên phải cô dâu và cô dâu đứng bên trái của chú rể. Hãy nhớ dặn họ nhé, là chú rể đứng bên phải cô dâu và cô dâu đứng bên trái của chú rể. Và khi mà cắt bánh ấy, được chưa, thì hai người cùng cầm dao. Như bạn thống nhất đi, là chú rể cầm, còn cô dâu chỉ cầm khờ vậy thôi. Còn tay trái của chú rể sẽ ôm eo cô dâu. Hai người ngả đầu với nhau một chút để tạo hình ảnh nó tình cảm thật là thân mật, được chưa? Rót rượu cũng vậy, chú rể sẽ tay trái sẽ ôm eo cô dâu và tay phải cầm rượu, cô dâu chỉ cầm khờ vào mà thôi. Một người cầm chính, còn lại chỉ cầm khờ mà thôi. Rót rượu, và khi rót đi, hãy nhớ rằng chú rể là rót từ từ chậm rãi thôi, đúng không? Để sẽ có những khoảnh khắc đẹp. Rất nhiều trường hợp sao ạ? Cầm nó sao? Cứ ọc như này, rót rượu thế này, rượu chảy ra cứ ngập ngập như này rất là buồn cười. Các bạn nhớ cho mình nhé. Hãy dặn thật kỹ, càng kỹ bao nhiêu càng tốt ạ. Nhớ cho mình điều này. Và xong phần này xong rồi thì đến cái phần gọi là mời di chuyển xuống phía dưới, hoặc là nâng ly, đúng không ạ? Nâng ly để chúc mừng đổi tiệc. Thì khi mà MC bảo là gì ạ? Xin mời hai bên gia đình cùng với cô dâu chú rể hãy cùng nâng cao ly của mình lên. Thì khi đó thì các bạn nhớ rằng là gì? Các bác, các cô hai bạn hãy nhớ nâng cao ly lên nhá. Đó, nâng cao ly lên. Đó. Và trước đó, đúng không ạ? Trước đó là phần mời rượu, các bạn hãy nhớ rằng là gì ạ? Chú rể hãy cùng nâng cầm hai ly mời rượu nhà gái, cô dâu hãy cầm hai ly mời rượu nhà trai, hoặc là cô dâu chú rể mỗi người một ly ra nhà trai mời, xong lại mỗi người một ly sang nhà gái mời. Còn hai ly rượu còn lại chú rể chủ động cầm một ly mời cô dâu của mình, vợ của mình cầm lấy, sau đó một ly rượu còn lại bạn cầm lấy, và sau đó trở lại trung tâm của lễ đài. Nhớ nha, hãy dặn họ càng kỹ càng tốt. Và cái phần uống rượu giao bôi ấy, thì các bạn nhớ rằng là hai họ sẽ cầm sẵn ly rượu rồi, họ sẽ đứng hoặc quay vào nhau, nhớ tay là phải gì, phải đan tay nhau, chứ không phải là gì là mỗi người cầm thế này, cầm ly của mình để đốt cho người kia uống, không phải như vậy đâu, mà là đan tay nhau và tự uống ly rượu của mình là chính xác nhất. Sau đó chúng ta gỡ tay ra và trở lại vị trí bình thường. Khi mà MC mời họ xuống dưới, đúng không ạ, thì bố mẹ xuống trước hay là cô dâu xuống trước không quan trọng. Như thống nhất thì gọi thống nhất là mời bố mẹ xuống trước và cô dâu chú rể đi sau, thể hiện sự kính trọng dành cho bố mẹ của mình là cứ nhường bố mẹ đi trước và cô dâu đi sau. Đó. Và đây là một số nhiệm vụ cơ bản các bạn sẽ cần phải làm và hướng dẫn chi tiết cho cô dâu chú rể cũng như hai bên gia đình để đảm bảo được cái sự tốt nhất trong quá trình diễn ra cái buổi lễ. Vậy thì tôi hy vọng rằng tất cả các bạn chúng ta hãy học thật kỹ những cái nội dung này để chúng ta sẽ biết cách hướng dẫn cho họ làm sao để có thể thực hiện các cái nghi lễ của mình một cách trơn tru nhất nhỉ. Và nhớ rằng là dặn chú rể trước khi mà bắt đầu buổi lễ có phần nào quên thì phải hỏi lại MC để MC dặn lại nhé. Và tôi xin được chúc cho bạn sẽ có được cái phần nghiệp vụ, sẽ có được phần hướng dẫn một cách chuyên nghiệp nhất để phục vụ cho công việc MC tiệc cưới của mình. Xin cảm ơn bạn rất nhiều.